Hello anh em, hôm nay lại có hàng mới nữa anh em ơi. Thì bữa giờ rất nhiều anh em hỏi em là về cái dòng một cuộn JBE với độ dài tầm khoảng 200-300 m. Tại bữa giờ em chỉ bán tầm khoảng có 100 nè, 150, 200 à, chưa có cuộn dây dài. Thì nhiều anh em có nhu cầu là những cái máy lớn á, vô một lần là tầm khoảng chừng 300 m, 400 m thì nó mới vừa. Đó thì hôm nay bên em về một cái dòng BE cực kỳ xịn sò luôn cả nhà. Đến từ thương hiệu Bulova ha. Bulova Winmax. Vinmat, Bulova Vinmat. Thì ở đây bên em có hai màu, anh em để ý nha, một màu vàng, một màu xanh. Xanh là xanh lá, vàng là của vàng chanh đó. Thì bên em về từ size, bên em từ về từ size nhỏ nhất là size số 3. Số 3. Phải size số 3 là size nhỏ nhất không ta? Hình như nó tới số 3. Đúng rồi, số 3 nè. Số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8. Đó, thì số 3 nó sẽ tương ứng cỡ là 0.28. Nhưng mà lực tải nó là 43 lb, 43 lb tầm khoảng 20 kg. Ok chưa? Một cuộn như vậy là 300 m. 300 m nha anh em. Một cuộn như vậy là 300 m. Thì giá thành khi mà bán cuộn này ra với giá là 530. Bên em hỗ trợ bao ship toàn quốc luôn. 530, bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Thì ở đây là số 3 nè. Nó vẫn có hai màu, màu vàng và màu xanh, anh em thích màu nào cũng được hết. Rồi tới là số 4. Số 4 thường nó sẽ là 0.33. Số 4 là 0.33, lực tải là 54 lb, nó rơi vào khoảng cỡ 25 kg. 25 kg nha cả nhà. Một cuộn như vậy là 300 m. Đây em múc cho cả nhà mình xem. Hàng này là hàng hàng của công ty Tín Thiện. Tức là công ty đồ câu Tín Thiện đặt. Thì nó sản xuất theo công nghệ Nhật Bản nha cả nhà. Hàng này là được sản xuất Hàng này được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản nha cả nhà. Theo công nghệ Nhật Bản. Thì mắt size đó là 3, 4, 5, 6, 8. Anh em để ý nè, 3, 4, 5, 6, 8. Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản nha. Đây một cuộn nó là 300 m. Cước mình là cước X8 nha cả nhà. X8 nè. Nói chung cước mình cũng rất là mềm và rất là mịn luôn. Cước mềm, mượt ha, mềm mượt. À, xin lỗi, BE rất là mềm và rất là mượt luôn. Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản nè. Japan Quality à. Thì cái cuộn số 4 này thì nó rơi vào khoảng là 0.33. Lực tải là cỡ 25 kg. Tiếp theo là số 5. Số 5 là cỡ 0.37 đi. Lực tải là 59 kg. Thì nó tầm khoảng cỡ 59 lb. Thì nó quy ra cỡ 27-28 kg nha cả nhà. Tại mình chia cho 2,2 thì nó sẽ ra cái thông số tải của dây, tức là lực tải ở đây tính bằng lb, mình tính ra ký á, thì mình chia cho 2,2. Tiếp theo là cuộn số 6, số 5 rồi tới số 6. Đây. Số 6 lực tải nó là 79 lb thì nó cỡ 35 kg. 35 kg nha cả nhà, 35 36 kg. Một cuộn là 300 m hết, cuộn nào cũng 300 m. Và cái size lớn nhất của cuộn này là cuộn số 8. Size lớn nhất của cuộn này là cuộn số 8 nha. Đâu rồi, số 8 rồi. Đây 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 đây, số 8. Vẫn có hai màu vàng và xanh nha anh em. Số 8 được tải kinh khủng luôn. Chỉ là 0. Số 8 thì nó rơi vào khoảng 0.50. Cỡ 0.50 á thì nó tính vào là 94 lb thì nó tầm khoảng cỡ 94 lb, 4 mấy, 45 kg. 45 kg nha cả nhà, cỡ 45 kg á. Thì cái này có thể nếu mà những người nào nhỏ nhỏ cỡ 40 kg á, kéo lên được luôn. Kéo lên được luôn nha cả nhà. Nó sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Thì cái này nếu mà anh em mình thích hợp nhất đó là câu lua nè, câu vít nè, câu búp bin. Còn ở trong đất liền á thì anh em có thể dùng để câu cá tra cũng được nữa. Câu sông, câu hồ vẫn được. Anh em chọn những size lớn lớn, ví dụ 6, 6 chấm hoặc 7 chấm. 5, 6, 7, ba size này là ba size. 5 6 8 là ba size, anh em có thể vô 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 để chơi cần câu máy. Tại vì một cuộn nó tới 300 m lần mà. Thoải mái ha. Rồi ok. Thì bên em bán cuộn này ra với giá là 530.000 một cuộn ha. 530.000 một cuộn. Bao ship toàn quốc luôn anh em. Bao ship toàn quốc luôn. Còn khi anh em nào tới shop mua với cuộn này mà tới shop mua thì bên em có thể tặng thêm cho anh em một bịch khóa nè, một hộp lưỡi hay là một cái vật gì đó, nói chung là một phần quà, ví dụ có một cái đai chùm cối chẳng hạn. À, tại vì khi đi ship đi á thì là bao ship rồi, thì phí ship nó rơi vào khoảng 30.000. Thì
Thì khi anh em tới á, thì em sẽ tặng cho anh em một phần quà, nó tầm tầm khoảng 30.000 hoặc là hơn chút xíu ha. Rồi ok, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Anh em nào yêu thích mẫu này thì cứ liên hệ cho em nha.